mình phải làm cái video này thật là hay nha. Đẹp chưa các bạn? Rồi mình đi tiếp nha. Úi trời. Hả? Hoa này là hoa rất là đẹp luôn các bạn. Khi mà trùng vô là con ong sẽ lấy mật ong. Là có nhiều con ong ở đây cùng vậy nè các bạn. Các bạn hôm nay mình đi siêu thị, còn mình mua nước dừa nè, hai quả táo nè, cá hồi nè, cứ mua cá hồi đâu con, cái này là cá ba sa đó, cá ba sa, cá ba sa thì kho, đây là dưa hấu nè, cải xanh lông. Xin chào các bạn, mình mới đi mà đang xếp hàng thiệt là lâu. Trời ơi, xếp hàng quá lâu rồi các bạn ơi. Mấy cái này á là xíu thịt ăn sẽ nấu cho mình ăn, rất ngon lắm các bạn ơi. Có món gì nấu cho ta? Rau nè, có nè, ớt nè, táo nè, nước dừa nè, cánh gà nè, và quả ôn nhè nè. Chúng ta có đầy đủ như vậy rồi chú. Rồi chú và anh phải nấu cho mình để ăn lẩu. Mấy cái này trộn lên rất là ngon. Này chúng ta có một bịch hành vậy. Đây là chỗ sân chơi của con trai, ở lâu đài con trai. Nhưng hôm nay là dịch Covid, người ta không cho chơi. Khi mà hết dịch Covid là mình hướng dẫn cho các bạn chơi nha. Không, buổi tối hôm qua cô trai nói là các bạn nếu như có một bạn bị corona là bạn chơi bạn chiến tà la là virus dính ở đó, rồi mấy bạn khỏe mà anh dính vô đó là phải bị corona luôn, cho nên người ta mới cấm cho.
ที่แปลงที่เชนเหมือนนั้นจริงไหมอะไรđi ngược lại hết nè nè. Mình đi đúng ngoài đường chứ. Đúng ngoài đường. Rồi xong rồi ba đường. À đây là cái gì của con? Đây là bản đồ hả? Ừ. Ok, đây là bản đồ của Nana. Rồi Nana đi tiếp nào. Ngoài đường. Chúng ta phải đi ở ngoài đường. Chúng ta phải đi ở ngoài đường. S202 chưa? S202. Mình tới chưa? Chưa tới. Đây là nhà của chúng ta. Vậy là đây là nhà của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi đến sảnh S202 đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa tới mà. Mà sao chúng ta lại đi về? Thì đường đi thôi. Bây giờ mình đi tiếp hả? Ok. Buổi sáng chúng ta chỉ đi thử thôi, buổi sáng chúng ta mới đi.
không, bây giờ chúng ta đi thử để coi là nó nè bản đồ có đúng không chứ, đúng không? Để coi bản đồ này có hiệu quả không nha. Ok, đi. Nhìn video hỏi con này, làm sao là mình để mình biết là mình tới rồi? Phải qua bên kia mới coi. Qua bên kia mới biết hả? Là đây sẽ có một biển báo. Đây có một biển báo. Mình đang tìm tòa nhà nào nhỉ? Chúc mừng Nana. Mình đến rồi hả? Đâu S202 ở đâu con chỉ đi, con chỉ các bạn đi. Tinh tinh. Yes. Đã quá. Yeah. Yeah, high five. Tinh. Là con không thấy hả? Con không thấy chỗ đó hả? Ừ. Chúng ta đi qua. Mắc cận mà con phải đi bước qua đường không biết này. Đầu con kìa. Nhưng mà nó sẽ chỉ cái hướng. Ở đây. Vô đây hả? Ok. Cái gì cả? Mình được tìm S203 là chúng ta có S203. Rồi bây giờ mình tìm tiếp tòa nhà nha. S301. Bây giờ tìm tiếp S301. Ok.